phải nhanh hơn thôi. Úi dồi ôi, úi dồi ngã bây giờ. Em ơi. Không từ từ được. Không từ từ được. Bây giờ này nó đến đích. Bây giờ là... Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vòng này xong vòng nữa, có lần kia à? Để 3 lần cơ à? 3 lần mới được vào chung kết. Thế bây giờ cái này lấy mấy? Trường tiểu học và trung học cơ sở Xuất Hóa, trường tiểu học và trung học cơ sở Vũ Lâm, trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Lập, trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Lập, trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Lập, trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Lập, trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Lập, trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Lập, trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Lập, trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Lập, trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Lập, trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Lập, trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Lập, trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Lập, trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Lập, trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Lập, trường tiể